Tinh hoa vũ khí Việt, SPN-30, bảo bối gây nhiễu của bộ đội tác chiến điện tử Việt Nam. Trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ phát sóng ngày 13 tháng 9, các khách mời tham gia chương trình đã được trải qua một phần thi hết sức đặc biệt, đó chính là giúp cho các chiến sĩ tại Lữ đoàn Tác chiến điện tử 84 thuộc Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho tổ hợp tác chiến điện tử 1RL-238 SPN-30. Mặc dù lần đầu được tiếp xúc với một tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại như SPN-30, thế nhưng các khách mời của chương trình vẫn có thể xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. SPN-30 là tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất, chuyên gây nhiễu các đài radar, khẩu độ, tổng hợp, dùng băng tần ít. Tổ hợp bao gồm một xe cabin điều khiển và một xe đài phát nhiễu tích cực, băng tần 8-12GHz. Đây có thể coi là tiền thân của tổ hợp tác chiến điện tử Krasuha-4 của quân đội Nga sau này. Các tổ hợp SPN-30 của Việt Nam sử dụng khung gầm Ujan 375D, gồm một xe chỉ huy, một xe mang đài antennen, một xe mang đài anten và một xe cấp điện nguồn. Hệ thống này có theo dõi mục tiêu ở cự ly lên từ 250 tới 400 km, trong đó phạm vi gây nhiễu hiệu quả từ 60 đến 150 km. Về khả năng của SPN-30, tổ hợp này có thể gây nhiễu hoặc làm gián đoạn các thiết bị do thám và quan sát của đối phương trong một khu vực nhất định như vệ tinh do thám, hệ thống radar điều khiển hỏa lực cho tổ hợp phòng không, cũng như hệ thống dẫn đường và radar điều khiển bay ở độ cao thấp. Là một trong các lực lượng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được xác định tiến thẳng lên chính quy, hiện đại, Cục Tác chiến điện tử trong đó đi đầu là Lữ đoàn 84, luôn được biên chế những trang bị khí tài hiện đại, trong đó có bảo bối gây nhiễu, lợi hại SPN-30. Từ năm 2014 cho đến nay, Lữ đoàn 84 đã tổ chức hơn 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ mang theo 130 lượt bộ trang bị khí tài, cơ động hàng chục nghìn km để làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước cũng như quân đội. Hiện nay, Lữ đoàn 84 được Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư nhiều trang bị mới, khí tài mới hiện đại, biên chế thêm tổ chức lực lượng, nhờ đó khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị này ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng ngành trinh sát, tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại, nên thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng tác chiến điện tử nói chung và của Lữ đoàn 84 nói riêng ngày càng trở nên nặng nề. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.